Xin chào mọi người, thì hôm nay mình xin giới thiệu mọi người về cái lỗi của các cái dòng xe ví dụ Xpander hoặc là Astra, Mira. Cái hiện tượng này là khi mình đạp ga, ép ga thì động cơ nó sẽ nổi lên chết và mình đạp ga sẽ không đạp được nữa. Thì mọi người thấy trong video thì khi mà sau khi mình đạp ép ga thì cái xe này nó bị lỗi và cái hiện tượng này là động cơ chạy tốc độ động cơ không quá 2000 và tốc độ xe sẽ không quá 40, nó sẽ chạy chế độ dự phòng. Và khi mà có thể là bị ở trên đường lúc mình đạp ép ga, hoặc có thể là bị tại chỗ khi mà mình đậu tại chỗ và mình đạp ép ga luôn. Mọi người thấy mình đang đạp ga ở mức độ vừa phải nha, đạp từ từ ra không bỏ qua thấp, cái đạp từ từ ra. Còn tiếp theo mình sẽ đạp ép thật mạnh, đạp hết cỡ luôn mà thật nhanh, và lúc đó là ơ su cái đèn chất nó sẽ nổi lên và cái hiện tượng là động cơ nó sẽ bị rờn máy và đạp ga sẽ không lên được nữa. Đây, mới đạp mát ga nha, nhưng mà nó chưa báo ha. Bây giờ mình đạp một cái thật mạnh nha, đột ngột và mạnh nha, đó đạp ép cái là nó sẽ bị lỗi liền. Và sau đó mình dùng máy chẩn đoán mình đọc lỗi thì mọi người thấy là nó báo cái lỗi là bướm ga điện ha. Đây, mọi người thấy dùng máy chẩn đoán này đọc lỗi nè, thì nó sẽ báo lỗi bướm ga điện B2101 nè, ETP motor Manitou bị lỗi này. Thì với cái lỗi này thì mình sẽ trình bày với mọi người về một số cái nguyên nhân hư hỏng mà thực tế sẽ gặp phải, thì mọi người tham khảo và học cách và có thể khi làm khi cần thì kiểm tra. Thì tiếp theo để xử lý cái lỗi này mình sẽ nói mọi người về một số cái điểm cần lưu ý. Thì mình nói lại luôn là cái xe này thì các anh em gara trước làm xe này đã thay chân ga nè, rồi đã thay bướm ga điện rồi, dây điện đã đi lại và đã thay luôn hộp và sử dụng cơ rồi, và bệnh này nó cũng không có hết được. Thì để làm cái lỗi này, trước tiên mọi người cần nắm cái nguyên lý của cái hệ thống này trước. Thì với các dòng xe sau này người ta sẽ xài cái bướm ga điện để nó điều khiển cái động cơ, tốc độ động cơ. Thì mọi người thấy là đây là cái bướm ga điện, thì một cái bướm ga điện về mặt cấu tạo của nó sẽ gồm có tất cả là 6 sợi dây, trong đó có 2 sợi dây motor và 4 sợi dây cảm biến. Khi mà bị lỗi đó, nó đang báo lỗi là cái rotor valve control servo này. Có thể là những nguyên nhân hư hỏng có thể là do cái motor này bị hư nè, có thể do ơ su, có thể dây giật, ba những nguyên nhân chính. Thì mọi người có thể căn cứ vào nguyên nhân để mình kiểm tra nó ha. Thì như tài liệu thì trong tài liệu của các như hãng Mitsu nó có hướng dẫn mình cách để mình kiểm tra cái mà lỗi này, mọi người có thể tham khảo Rotor valve control servo manifold malfunction. Thì những cái nguyên nhân hư hỏng của tài liệu đó là gì Hư do hư ISO, hư cái bướm ga điện do hư cái mạch điện và hư ECU. Nhưng mà trước đó mình đã thay anh em gara trước đã thay cái bướm ga điện, đã kiểm tra dây và thay ISO rồi nhưng nó không hết. Thì về nguyên tắc tài liệu thì anh em mọi người coi là cái cách kiểm tra như nào, kiểm tra cái bướm ga điện chat rotor valve control servo XCL là kiểm tra bản thân bướm ga điện có hư hay không. Thứ hai là mình sẽ kiểm tra cái chân ETP cộng between giữa cái rotor valve là và cái ECU conductor nó có thông mạch hay không, và tương tự như ETP trừ, đây là ETP cộng ETP trừ là hai chân của cái từ cái hộp motor cho bơm ga để điều khiển motor. Rồi tiếp theo là khi mà là kiểm tra hết rồi thì bơm ga ok rồi, mình kiểm tra hết thì mình kết luận ở xu hư, mình thay xu đó. Đó là cách mà mình sẽ thực hiện. Nhưng mà có một vấn đề mình đặt ra là anh em trước đã thay rồi nhưng mà không hết, thì đây là một trong những cái lỗi nó khá là hơi đặc biệt hơi đặc biệt. Thì có thể là trong quá trình mà mọi người làm có thể là cái bướm ga mọi người thay có thể là bướm ga này cái loại này nó không có đúng có thể mọi người mua hàng nhưng mà bướm ga này nó không chuẩn. Rồi dây nhờ mọi người kiểm tra, ví dụ như anh em kiểm tra thông mạch nhưng mà khi mà nó có tải vô cái dây nó không dẫn cũng có thể là bình thường và có thể là cái ơ su anh thay nhưng mà có thể là ơ su này nó không chuẩn không ngon. Thì ba cái nguyên nhân hư hỏng này là ba nguyên nhân chính dẫn tới cái lỗi này. Và khi mọi người thay thế các cái chi tiết trong hệ thống bướm ga điện
thì cần lưu ý là phải học lại bướm ga điện nó cái, và thứ hai là trong quá trình anh em kiểm tra bướm ga thì cái việc mà kiểm tra bướm ga theo tài liệu này nè thì cái độ chính xác của nó hầu như không có nha. Và với những cái bạn như vậy thì kiểm tra cái theo tài liệu là kiểm tra cái cách kiểm tra như vậy nó không chính xác được. Tại vì sao? Tại vì cái hiện tượng này là bướm ga nó vẫn chạy được nhưng mà nó sẽ bị trong trường hợp một trong cái điều kiện khá đặc biệt, và mình đo cái điện trở của ga là nó sẽ không chính xác được. Và khi mọi người kiểm tra dây á, thì hết sức cẩn thận á. Có thể mình cần phải đi dây rời và đi dây vô đúng chuẩn của cái xe, cho đúng chuẩn của cái dây trong cái xe nha. Và ở xung mọi người lưu ý khi mua xung thì cái phần này thì nó khá là đặc thù á. Và ở xung là khá mắc á, nên cái việc mà để mua được con xung này về đổi vô thì nó khá phức tạp. Thì cái lỗi này nó chỉ có ba nguyên nhân chính thôi, nhưng mà khi mọi người làm thì cần lưu ý đo kiểm mà và các cái kiểm tra hết sức cẩn thận thì mới ra bệnh được. Rồi nếu mọi người có thắc mắc về cái lỗi này thì mọi người có thể liên hệ bên em sẽ hỗ trợ mọi người.